Người Dưng Ngược Lối. Người Dưng kìa, hát đi Người Dưng Lối đi. Không biết đâu, em chỉ trái tim về hát thôi à. Người Dưng hả? Người Dưng yêu nhiều à, yêu nhiều thế giờ cùng hóa người Dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Okay. Bạn Hiền Hồ hát hay cơ. Ừ, Hồ hai bài Hồ hay. Ok á. Tình nào không như tình đầu, tình nào khác trôi về đâu, nhạt nhòa vết dấu tình sâu, đâu một ai biết đâu. Anh nghĩ là em chỉ nên làm diễn viên thôi nha Tôn. Đốt kìa, đó là bài của Văn Hương. Mang mây yêu thương ra đốt, mang những kỷ niệm ra đốt. Làn khói đó. Làn khói đã khiến đôi mắt anh lên nhòa. Nhưng mà tính là thuộc nhiều hơn anh rồi đó. Oh. Tim em kìa. Anh kìa. Mời anh vào tim của em xem có gì nào, có gì nào. Người em hả? Người em luôn tìm kiếm bao nay. Đã 3 năm rồi đây. Gì ta? Được khó vậy? Đường đời à? Chịu chết đấy mình còn ăn. Từ từ để không nhớ. Đường đời. Đường đời. À, một mai ta nhận ra. Dạ. Một mai ta nhận ra đường đời không chung đâu. Ủa? Ý? Gọi cấm lấy. Chó phân lời ạ. À. Ủa? Một mai ta nhận ra. Ủa? Chết cha. Ý? Anh ơi em cứu cho xin mấy câu. Ồ thôi thôi, next đi. Next. Cần lắng ngay lúc này, cần khóc cho vơi đầy, cần đi đâu đó xa chốn đây. Bài này là bài tủ quân mỗi lần hát karaoke. Bài cần lắm luôn. Đúng rồi, mê chị Trầm Mỹ lắm. Người Dưng Ngược Lối. Người Dưng kìa, hát đi Người Dưng Lối đi. Không biết đâu, em chỉ trái tim về hát thôi à. Người Dưng hả? Người Dưng yêu nhiều à, yêu nhiều thế giờ cùng hóa người Dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Okay. Bạn Hiền Hồ hát hay cơ. Ừ, Hồ hai bài Hồ hay. Bối rối đông nghi có chút bối rối chạm tay anh rồi đúng không? Tại vì quên. Anh yêu ai yêu xa xưa. một hai ba bốn ngày rồi em đếm ngón tay ngóng chờ đến lúc người về, còn lại bao tàn phai. Bài là bài gì nhờ? Của chị Hát Latte đúng không? Phạm Quỳnh Anh á. Ừ, bài gì nhờ? Ờ, Hằng Xanh nhờ, đúng rồi, bài hay. Chị Phạm Quỳnh Anh mới ra bài mới. Muộn màng từ lúc ta xa nhau, muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ta chưa từng quen, nghẹn ngào là từ lúc ta từ từ ta. Ừ, thiệt cứ quên hay than thiệt luôn á, xin lỗi các bạn. Nói chung chơi mấy ngày mà là phải đi xin lỗi mọi người luôn á. Môi mềm kìa. Làm tóc rồi. Môi khô ơi. Khô với mềm khác hẳn nhau đấy em ơi. Em chờ có môi mềm kìa. Mà không nhớ bài. Bài rất là thích ấy nhưng mà không thể nào mà nhớ được tên. Em chờ bắt đầu hát sao? Có em chờ. Hỏi bạn chứ không hỏi. Có môi mềm thơm thơm, có hương vị mỗi bữa cơm. Đúng không? Thu xuân hạ thu đông đều có em chờ. Bài của chị Hành Thị Linh đó. Em đây chẳng phải Thuy Kiều. Không được lời, nó thuộc ra điệu thôi. Vì yêu mà đến. Mày hãy bịa quá, mày hãy làm rối vì yêu. Bài vì yêu cứ đâm đầu nhưng mà thật sự là vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu, cứ đâm đầu. Thì hai đứa mình chân gian ghê luôn á. Nhà lầu kìa, nhà lầu gì ta? Anh đã mơ về nhà lầu. Ngôi nhà đâu? Bịa, bịa. Nhà lầu, ủa nhà lầu có bài nhà lầu hết á. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình già, hai ta có nhà lầu ở. Thêm xe hơi. Thôi được rồi đó, ừ có nhà lầu rồi, được rồi. Anh là gì hát đỉnh cực luôn á. Ừ. Em thề tất cả mọi người, không phải là em ngại đâu mà em rất là tự tin nhưng mà không bao giờ em thuộc được lời một bài hát nào đó ấy mọi người. Đúng chưa chị? Nói chung là hôm nay Quân với Tun gọi là
chị đến đây với tâm thế là để đi phỏng vấn thôi, nhưng nó không có biết là mình sẽ được chơi game phải không, cho nên là thôi thành thật là hôm nay Trung Quân xin lỗi tất cả những anh chị ca sĩ nào mà em đang có bài nhưng mà không thuộc, những người chị có ly em không biết, em xin lỗi chị, em mới cover bài của chị luôn mà em cũng nhớ. Các chị thông cảm ha, bọn em nhân duyên tình định lão cá vàng gặp nhau. Rất là thích bài đấy nhưng mà không thể nào mà nhớ nổi. Bài của Quân Quân còn nhớ, ví dụ như đang hát, ví dụ đang hát chị đang có một bài đang hát ngon trớn xong mình quên mà quên hẳn luôn. Tình nào cũng như tình đầu, mọi người lên trên YouTube search mấy bản cover là cũng quên rất nhiều đấy mọi người ạ. Nói chung là thôi đấy. Nói chung là số Quân là được khán giả yêu thương là may đó, mỗi lần hát xong chỗ nào cũng thuộc cái đường mic xuống với mọi người hát quá trời nên là đỡ thôi không? Đấy. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Anh còn đang nhớ em, anh xin giấu đi con tim yêu mềm. Và nếu ai hỏi anh còn yêu phải không, anh xin nói không để em thấy yêu.